thế nữa. Hello, chào tất cả anh em. Hôm nay anh em đang ở huyện Chư Prông đổ cái công trình nhà yên này. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem, giờ đang nghỉ giải lao, tiền đi quay câu cá. Đây mọi người nhé, đây có cái hồ câu cá. Đấy mọi người, giờ anh em đang đi giải trí, đi câu cá. Cá thì cá hồ nuôi nhé mọi người nhé. Ở xung quanh nhà đây, bê tông. Mà cá này có ăn được không? Được. Ăn câu lên xong thả xuống lại thôi, đừng ăn. Không ăn được. Nhưng mà nhột quá. Thôi giải trí thôi. Đây nha mọi người, đây có hộp cá. Ôi trời ơi mọi người, cá rất to nha. Đây mọi người, to hay con đây kìa. Quay ra mà lên. Quay gửi cho Rambo luôn. Đây, quay ra mắt đây. Mà nàng, tăng năng lý bê kê hả nàng? Đây nha mọi người nha. Tăng năng lý bê kê hả nàng? Dọa đồ chung cho đâu. Dọa đồ chung nó mà, tao xui xéo rồi, dọa buồn nữa. Nhỏ xíu cắn đây. Đây nha, đúng, yếp, ui đó. Ôi trời, chật rồi. Ý, mà bên mà phòng nè. Nắng là sao nắng? Khánh là tôi bên đây, tôi bên đây, lên bên đây. Hey, mọi người một con rồi. Một con rồi. Chút ghẹ quên lại dọc đi này, nhìn nhụp nhòa chết rồi. Đặc nè. Đây, anh Alam. Đã câu được một con rồi. Con rồi, khi đấy, khi đấy. Sao lại thả ăn mà. Đây, được ba con nha. Ừ, thằng kia thả rồi. Lầm rồi. Chắc thì dễ thình. Dễ. Úi giời. Dọn hả? Bây giờ dọn nó phải dọn. Đấy, được. Ôi trời. Đây, được. Con nó có thịt à? Dọn lại. Nà, Vinh. Được rồi, theo, nó kéo rồi, theo. Ôi. Cái thằng ngâm kìa. Thằng hầm mang thứ đây một con toa thả mà này. đi câu cá mà tự nhiên có thằng hầm ở trong này ra. Đấy, nghĩ sao mà anh Trang chớm chưa ăn à? Hết mùi rồi, còn mùi nữa đâu. Đào đi, đào gì đây nè? Đây này, trong cái nồi kìa. Đây ở trong cái sào lớn này. Lớn từng lâm bú lồn thôi. Thì đủ mà. Lâm bú lồn. Lâm bú rồi nó đâu biết câu đâu. Giờ đang câu cá mà bú lồn nó nghe thấy nó. Bú lồn dám ăn đâu. Chết rồi. Nhấc lên đi, nhấc lên. Sao nhỉ? Được rồi đấy. Anh đấy. Đấy. Được rồi. Nó nhấp nhấp nó chơi luôn. Ừ, nhấp nó chơi luôn chứ. Chứ để lâu người ta nhấp mất rồi sao? Đấy. Cái cái nhỏ chiu 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 vậy thả đi. Thả nó lại đi. Chạy vào. Mẹ nè. Được rồi, được Teo ơi. Đó. Ôi mọi người, ôi trời, là cá to chưa? To bằng ngón tay. Câu cá mà sướng nhất là cái lúc nó giật. Ừ. Ôi trời, chìm chỗ hả? Chìm thả lại nha. Nhỏ quá. Quay. Trời ơi, lại con nít. Đây mọi người, con nít. Má này. Câu gì mà toàn câu con nít không ấy?